Mua xe cũ xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh em về một chiếc xe kiểu dáng thể thao thương hiệu của châu Âu Chiếc Maserati Quattroporte Genuso à, máy 3.0 sản xuất là năm 2016, model của năm 2017 Ngoại thất là màu xanh, nội thất là màu da bò Xe đã làm bánh với quãng đường là hơn 5 vạn km chính chủ biển Hà Nội à, với ngoại thất của chiếc xe thì sơn si vẫn còn giữ được độ zin cao à, rồi là những cái chất lượng như là hệ thống vành của chiếc xe được trang bị vành hợp kim tạo hình rất là thẩm mỹ cùng với đó thì cái phần bố phanh được sơn đỏ trông nó thể thao và cuốn hút hơn ở phần thân xe các chi tiết mang cá với những cái ô van tròn và những cái chi tiết gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có trang bị à, tay nắm cửa được mạ trôm mở cửa thông minh được trang bị đầy đủ viền mạ chân kính, dán kính thảm sàn. Với công nghệ option của chiếc xe thì nó trang bị rất nhiều cho anh em như là hệ thống loa Harman Kardon, la răng 20 inch, có đề nổ start-top này, chế độ chạy địa hình này và rất nhiều option khác cho anh em có thể là trải nghiệm. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ nổi bật với cụm đèn hậu với những chi tiết tạo hình của chiếc xe, nó rất là tinh tế. Cùng với đó thì sẽ có những tính năng an toàn như là cảm biến cam nuôi, để đảm bảo cho anh em có thể khi đùi xe một cách an toàn ở các cung đường khuất tầm nhìn để đảm bảo cho phía người phía sau cũng như là bản thân Đấy, ông xả thì được trang bị ông xả kép hai bên và những cái đường led chi tiết về phần đuôi của chiếc xe thì em quay rõ cho anh em cùng tham quan không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi cho em cho anh em có thể cất đồ về phía bên trong này và cốp sử dụng là hệ thống cốp điện không gian cốp chứa đồ này thì bên dưới tấm lót thì nó sẽ có đồ nghề lốp sơ cua cho anh em để bên dưới để đảm bảo an tâm cho anh em thì mình nên mang đi kiểm tra check test à, để tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mà đến an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này à, những cái chi tiết rất là rõ ràng cho anh em thông tin thì minh bạch đầy đủ những cái thông tin cho anh em có thể dễ dàng lựa chọn cái mẫu này thì nó cũng không dành cho số nhiều mà nó chỉ dành cho những người đam mê về công nghệ, đồ chơi. Đấy, à, kính của chiếc xe sử dụng là hệ thống kính không viền. Cùng với đó thì xe cũng trang bị rèm che chắn nắng phía sau để tạo không gian riêng tư tránh nắng cho người ngồi phía sau. Có trang bị à, những cái phần bọc da, ốp gỗ, rồi những cái chi tiết kim loại tạo lên cái vẻ sang trọng cho chiếc xe. Bên trong thì nó sẽ không được trang bị cửa sổ trời. À, rồi là xe thì được trang bị ghế ngồi có những cái logo thương hiệu ở phần tựa đầu. Đây là chất lượng ghế ngồi của chiếc xe sau thời gian là 8 năm sử dụng, chuẩn bị bước sang năm thứ 9 rồi. Chất lượng của chiếc xe nó còn như nào thì em quay đầy đủ chi tiết cho anh em có thể cùng tham khảo. Từ những phần mặt ghế đến má ghế đến nòng ghế của chiếc xe để anh em có thể cùng tham quan, cân nhắc lựa chọn về chiếc xe em đang cập nhật. Thông tin chi tiết rõ hơn về chiếc xe thì anh em có thể trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin kỹ hơn càng hơn, đầy đủ chính xác cho anh em có thể là xem. Đây là những cái phần cánh cửa cánh lái của chiếc xe thì nó sẽ có những cái phím chức năng như là lên xuống kính chỉnh gương gập gương. Và bậc lên xuống của chiếc xe thì nó có chiếc Maserati. À, ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng 8 năm nó còn được những gì thì anh em có thể nhìn qua bề mặt ghế ngồi của chiếc xe để mình cùng cảm nhận và đánh giá rõ. Với mẫu này thì bây giờ nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ 9 một chút thôi là anh em có thể sở hữu rồi chỗ khu vực yên ngựa của chiếc xe thì nó có phanh tay điện tử có cần số này màn hình giải trí này rồi là những cái phần như vô lăng có tích hợp này có lẫy chuyển số thể thao đồng hồ thiết kế design rồi là cụm đồng hồ hiển thị thông tin thể thao phía sau Đấy, các chi tiết rất là rõ ràng đầy đủ cho anh em có thể tham quan à, tiếp tới đây thì em sẽ mời anh em cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để anh em có thể là có cái nhìn tổng quát hơn về chất lượng của một chiếc xe cũ so với uh, hiện trạng của chiếc xe để anh em có thể cùng nhìn qua về tổng thể uh, Địa chỉ xem xe thì anh chị và các bạn nhớ giúp em Đó là auto gia Huy số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội Sẽ luôn cam kết đầy đủ các hạng mục của chiếc xe trên văn bản không đâm va không gặp nước Trên các hãng gara toàn quốc theo yêu cầu Với phần máy móc của chiếc xe thì mình có thể mở lắp cabo lên để mình kiểm tra về chất lượng máy móc của chiếc xe và những cái chi tiết về đường ống két nước của chiếc xe để đảm bảo cho uh, anh em có thể nhìn qua. Đấy, những cái chi tiết về phần thanh răng này hay hệ thống máy móc của chiếc xe với cái khối động cơ của chiếc xe nó cũng rất lớn. Máy 3.0 V6 mang lại những cái trải nghiệm uh, lái của chiếc xe nó rất là tuyệt vời. Đấy, bố trí các uh, vị trí của chiếc xe nó rất là gọn gàng. Và vừa rồi thì em đã cập nhật mang đến anh em chiếc xe Maserati Quattro PT phiên bản Glenusso với máy 3.0 sản xuất năm 2016, model 2017, biển Hà Nội. Hiện tại đang được đơn vị chào bán anh em với mức giá là 1 tỷ 980 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng nên anh em có nhu cầu hãy liên hệ trao đổi theo số điện thoại trên màn hình để em có thể gửi thông tin rõ ràng, chi tiết cho anh em có thể tham khảo rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo